Nếu như các bạn đang cần tìm một nơi để hẹn hò sang chảnh view hồ Tây cực xịn, thưởng thức bò nướng đá trong một mê cung rượu vang, thì đây chính là thông điệp vũ trụ dành cho các bạn nhé. Ban đầu thì mình chỉ định tới đây để lên khu rooftop, gọi một đĩa cơ cắt và thưởng thức một chút rượu vang thôi. Vì mình đã có hẹn ăn tại một nhà hàng khác. Tuy nhiên vì khá lời di chuyển cho nên là mình quyết định cả ăn và uống ở đây luôn. Ai mà nghiện lượn hồ Tây như mình thì chắc chắn đều đã từng đi qua quán Since 1980 này rồi. Nhưng mà vẻ ngoài của quán cứ có một cái gì đấy khiến chúng mình ngần ngại bước vào ấy nhỉ. Chỉ đến khi bước vào rồi thì nhìn đâu cũng thấy wow, một không gian ấm áp, tối tối đèn mờ lung linh và sang trọng, mình rất thích. Tầng 1 này tạo cảm giác như chúng ta đang bước vào một hầm rượu vậy. Tiếp lên các tầng trên sẽ là những phòng rất riêng tư, cực hợp để gặp gỡ đối tác và bàn công việc. Đặc biệt ở đây có những căn phòng với view panorama siêu rộng, bao quanh là mặt hồ, cảm giác mê vô cùng. Mỗi tầng ở đây là những thiết kế khác nhau và đều làm mình choáng ngợp với không gian. Như tầng này là có cả sân khấu luôn này. Thế bà thỉnh thoảng quán sẽ mời những nghệ sĩ violon hay saxophone chơi trực tiếp cạnh bàn ăn luôn. Tiếc ghê, hôm mình đến lại không có, bởi vậy mà sẽ cho quán 9,5 điểm không gian thôi đấy nhá. Hãy nhìn cái sự lãng mạn này đi. Những câu khát gọi lúc nãy xin được hoãn cho tí nữa. Còn bây giờ sẽ xem thử menu có món gì này. Với vị trí, không gian và sự sang chảnh này thì mình đánh giá là giá thành khá ổn. Còn có cả đồ Âu, đồ Á và tất nhiên rất nhiều loại rượu chúng ta lựa chọn. Một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi dating, kỷ niệm sinh nhật hay cầu hôn. Súp kem nấm ở đây đậm đà và cực hợp với khẩu vị của mình. Tuy nhiên là kết cấu của nó kiểu lợn cợn như cháo ấy. Gan ngỗng thì luôn là một món siêu béo được ăn kèm với táo sốt. Một miếng này là khoảng 400k, hai người ăn thế này thôi kẻo ngấy. Một đĩa salad to bự đã được chuẩn bị để ăn một tảng thịt siêu to khổng lồ. Mình chọn loại sườn non ướp thả mộc nướng đá núi lửa hơn 1 cân. Còn rất nhiều loại thịt khác nhau nhưng đây chính xác là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Hãy nhìn những gân mỡ kìa, chẳng phải gọi đến loại bò wagyu. Miếng sườn non này đã đủ siêu mềm và tan chảy. Nói thật thì mình tưởng đây là một hàng chuyên rượu vang nên mình không kỳ vọng vào đồ ăn cho lắm. Thế nhưng cần miếng thịt mềm tan và siêu ngọt này đã làm mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Thịt chịn có khác, chưa cần chấm sốt, chỉ cần rắc tí muối và tiêu đã siêu ngon rồi. Các cậu thấy không, hạ cắt cái ra luôn. Sốt tiêu thần thánh này mình cho 10 điểm nhá. Chỗ thịt của mình nướng được tận 2 lần đầy ắp tảng đá và miếng thịt dày thế kia kìa. Với giá 1,5 triệu mà so với những quán chuyên steak như El Gocho thì mình thấy quá xứng đáng nhá. Hai người ăn hẳn set thịt cho 4 người xong no ý anh. Vậy nhất quyết phải lên rooftop để quay cho các bạn sự xinh đẹp này chứ. Một khoảng sân thượng với view hồ Tây cực rộng và mát. Quán nằm ở 163 Vệ Hồ nha. Khách thanh toán mới biết nếu gọi trên 3 triệu sẽ được tặng miễn phí một chai rượu vang 1 triệu nữa. Trời ơi, tôi phải làm gì với nó bây giờ khi mà chai rượu lúc nãy vẫn còn. Bạn nào không thích uống rượu vang thì có thể chuyển sang cocktail. Hỏi qua loa thôi nhưng thật sự mình không tin được, ở đây chỉ có 135k một ly. Nếu không phải vì còn nhiều vang quá thì mình sẽ tức ngẩn tức ngơ, bởi vì bây giờ còn đang có chương trình mua một tặng một, tính ra một ly chỉ hơn 60 thôi. Nhưng tóm lại là mình vẫn có một buổi tối vô cùng tuyệt vời tại đây. Nếu là bạn sẽ rủ ai đến quán này nhỉ?